Dạ vâng, xưởng ghế ăn Tuấn Anh xin kính chào khách. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2023. Thì xưởng đồ gỗ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong 8 chiếc ghế ăn Louis Hoàng Gia, chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và 8 chiếc ghế ăn này thì hiện tại là chưa có chủ nhân. Nên quý khách hàng nào mà đang quan tâm hay là có nhu cầu mua sắm về những sản phẩm ghế ăn như thế này, hãy bỏ ra cho mình khoảng 3 đến 5 phút để cùng với em đi vào đường nét chi tiết cũng như là thông số kỹ thuật của chiếc ghế ăn này. Thì đầu tiên em cũng xin công khai báo giá cho mọi người tham khảo. Một chiếc ghế ăn như thế này thì bên cơ sở nhà em đang bán với cái giá là 3.600.000 đồng một cái, bao gồm là hoàn thiện đầy đủ. Thì 3.600.000 đồng thì quý khách hàng sở hữu được một chiếc ghế ăn như thế nào, thì sau đây em sẽ đi vào gần hơn để mọi người có thể tham khảo, có những cũng có cái nhìn đánh giá và nhận xét khách quan nhất về sản phẩm bên cơ sở nhà em làm. Thì đầu tiên về quy cách thì bên cơ sở nhà em làm là đục hai mặt như nhau. Đấy, và làm hàng 100% là bằng gỗ gõ đỏ. Và mọi người có thể nhìn tổng quan, gỗ rất là đều màu. Đấy, đây mới chỉ là phần mộc thô, chưa chỉnh sửa một chút nào cả, nhưng mà gỗ cũng đã rất là đều màu. Vần vèo cũng khá là đẹp. Đấy, thực sự là mọi người, vần vèo logo này rất là đẹp. Và gỗ là bám rác là không có mọi người nhá. 100% là không có bám rác. Đó. Và về phần độ dày đấy, thì đầu tiên em muốn giới thiệu về mọi người là về phần mặt. Em cũng có thước em vừa đo qua để có người nhìn tổng quan nhất. Phần rộng của phần mặt này thì bên cơ sở như em mới đo là được 55. Phần sâu phủ bì thì sẽ được làm là 45 phân đấy, 50, rộng là 50, sâu là 45 đấy, rộng là 50, sâu 45. Và mặt này là được làm là liền nguyên một tấm, dày là 4 phân mọi người nhá. Dày là 4 phân. Đó, dày là 4 phân mọi người ạ. Đấy, rất là dày luôn, mặt liền tấm, dày 4 phân. Đấy, tất cả tổng cộng có 8 chiếc ghế ăn như thế. Logo này thì bên cơ sở như em làm rất là nhiều. Đấy, mọi người có nhu cầu mua bao nhiêu cả cũng được. Mua mặt bàn cũng được, bên của em có cả mặt bàn mọi người nhá. Đấy, thích mua cả mặt bàn thì bên cơ sở như em có cả mặt bàn cho mọi người. Đó, mọi người nhìn, đây, mặt dày 4 phân rất là đẹp. Đó, đây phần mặt. Và chiều cao từ mặt đất lên mặt này là 47 phân, 48 phân. Đấy. Rất là chiều cao để quý khách ngồi rất là lý tưởng. Đấy. Phần yếm này thì là dày 3 phân mọi người nhá. Yếm dày 3 phân, chân là chân 8 phân. Đấy. Chân là chân 8, chân trước chân sau đều là chân 8 mọi người nhá. Chân trước chân sau đều là chân 8, yếm là yếm 3. Cực kỳ đẹp và sắc nét. Đó, phần cổ chỉ đây. Đó, đây là phần bên dưới, còn phần bên trên. Đây, phần bên trên này thì chiều rộng phần từ đây đến đây là 62 phân. Đấy, chiều rộng là 62 phân, chiều cao từ mặt đất lên đỉnh là 1m1. Đấy, 1m1 và chi tiết là những chi tiết hoa tây, hoa hồng và được bên cơ sở như em đục là hai mặt như nhau. Đây, đây là mặt sau và đây là mặt trước. Mọi nhìn hai mặt đều như nhau kể phần van vách. Đấy, phần vách này dày 2 phân, đục hai mặt là như nhau. Còn phần trương cũng như là phần vai thì mọi người nhìn thực tế đây, nó khác biệt hoàn toàn trên thị trường. Phần trương, phần vai. Đấy, cái này thì mình còn sợ như em làm là xẻ gỗ là dày là 5 phân rưỡi mọi người nhá. Xẻ gỗ là 5 phân rưỡi thì trong quá trình làm thì bên cơ sở nhà em sẽ phải đục kéo. Thứ nhất đục hai mặt này, thứ hai là phải vén cong này. Mọi người nhìn thực tế này, phần vai của em rất là cong, phần vai này, phần trương của em cực kỳ là cong. Đó. Và khi làm xong, khi xẻ 5 phân rưỡi thì nhưng mà không thể làm được, khi làm lên không thể là 5 phân rưỡi được. Khi làm xong này mọi người nhìn thực tế đo đây. Đây là đo bằng thước thực tế là còn 5 phân. Đây mọi người nhìn thực tế đây. Khi làm xong là còn 5 phân mọi người nhá. Khi làm xong là còn 5 phân, phải nói rõ ràng mọi người. Nhưng có chỗ được 5 phân, có chỗ được khoảng 4 phân 7, 4 phân 8. Đấy, nó là độ cong của ghế, nó tùy. Đó, phần vai, đây là phần vai và đây là phần trương. Và đặc biệt là trương với cơ sở nhà em đều làm liền hết, trương liền, vai liền, đục hai mặt là như nhau. Đấy, đấy là điểm khác biệt nhiều so với những cái hàng ở trên thị trường. Đấy, mới có giá là 3.600.000 một cái này, mặt tràn liền tấm, dày tận 4 phân. Hàng trên thị trường nó chỉ có 2 phân đến 2 phân rưỡi. Dày nhất là 3 phân, mới có sở anh em làm 4 phân. Phần trương, phần vai vậy, người ta họ làm có 4 phân, khi làm xong còn khoảng 3 phân rưỡi. Nhưng khi làm xong, mới có sở anh em vẫn còn tận 5 phân cơ. Rất là dày dặn và cũng như là chắc chắn, mộc mạc là chuẩn chỉ, đẹp đẽ cho mọi người. Đấy, không lo là cong vênh mối mọt và bảo hành cho mọi người là trọn đời. Đấy, cong vênh mối mọt luôn.
và hàng của bên cơ sở anh em thì đảm bảo khi quyền lợi của khách hàng mua hàng. Thì hàng bên cơ sở anh em quay video như thế nào thì mọi người mua hàng thì em sẽ giao đến tận nhà mọi người, đúng y như vậy, hàng không đúng đấy mọi người phải trả lại nhé. Đấy, hàng bên cơ sở anh em là giao đến nơi mọi người kiểm tra hàng, nhận hàng rồi mới phải thanh toán mọi người nhá. Hàng không đúng chất lượng, không đúng nhu cầu, không đúng cái sản phẩm mà em giới thiệu thì mọi người phải trả lại nghe và không mất thêm một tiền phí nào. Đấy, đặc biệt nhất cái sự khác biệt so với thị trường là hàng của bên cơ sở nhà em làm cái phần tựa ấy rất là cong chứ không có thẳng. Đấy, cực kỳ là cong luôn mọi người nhìn. Khi tựa lưng vào nó rất là êm ái và thoải mái. Đấy, thoải lưng. Nó không bị thẳng đứng khi mình tựa vào thì nó không được chắc chắn, cũng như là cái phần lưng vào tựa vào nó sẽ không được thoải mái khi mình làm thẳng đứng. Đấy, cái dáng ghế cũng như là cái gỗ bên cơ sở nhà em làm rất là tuyệt vời. Đấy, thì mọi người có nhu cầu mua hay là muốn tham khảo những sản phẩm của người ăn, bán ăn thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở nhà em qua số điện thoại dưới màn hình là 0963 245 123. Địa chỉ cơ sở nhà em ở làng nghề mộc, thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Mời qua xưởng và xem hàng thực tế mọi người nhá. Và video này em cũng đã giới thiệu rất là kỹ lưỡng và chi tiết về bộ sản phẩm này rồi. Thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.